Khi sắc xuân ngập tràn phố phường, hàng trăm công nhân, kỹ sư trên các công trình vẫn miệt mài lao động trên công trường, chạy đua với thời gian để đưa các dự án về đích đúng tiến độ. Có mặt trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, mặc dù là ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão, nhưng không khí lao động vẫn sôi nổi. Hầu hết công nhân, kỹ sư đều không phải là người địa phương, xa nhà, nhưng thời điểm này, trách nhiệm với công việc đã vượt lên trên hết nguyện vọng về với gia đình. Gói thầu số 19 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1 đoạn từ km số 0 đến km số 23, do công ty xây dựng Trường Sơn đảm nhận thi công. Ngay sau khi có mặt bằng, đơn vị đã tổ chức huy động xe, máy móc để thực hiện phương châm có mặt bằng đến đâu thì công ngày đến đó. Cũng để đảm bảo cái tiến độ và chất lượng của công trình, chúng tôi cũng đã huy động tất cả những nguồn lực về máy móc, những con người sẵn sàng để triển khai thi công. Và hiện tại thì trên công trường đã bố trí là 5 mũi thi công phù hợp với cái tiến độ bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư. Theo lộ trình là cứ bàn giao mặt bằng đến đâu chúng tôi thi công đến đó. Trong những ngày giáp Tết như này thì trên công trường vẫn hăng say thi đua để xây dựng những công trình cho nó hoàn thành đúng thời gian và chất lượng công trình. Có mặt tại công trường thi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phương tiện máy móc và công nhân vẫn miệt mài để kịp tiến độ trước khi nghỉ Tết. Cuối năm, chúng tôi dồn hết các thiết bị vật tư, máy móc, nhân lực, kỹ thuật để đạt tiến độ nhà thầu chủ đầu tư đã đưa ra. Mặc dù là cuối năm cận kề, bà con mọi người cũng đã đi sắm Tết, nhưng mà với chúng tôi thì những người công nhân, những người kỹ thuật và chỉ huy của công trường vẫn đang hoàn thành gấp rút cuối năm để làm sao đạt được tiến độ chủ đầu tư đã đưa ra. Để hoàn thành kế hoạch đưa trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đi vào hoạt động trước ngày 15 tháng 8 năm 2024, những ngày này, đơn vị trực tiếp thực hiện thi công là công ty cổ phần Hà Đô 23 đã huy động tối đa trang thiết bị, nhân lực, vật lực để thi công 3K4 kíp thi công xuyên Tết. Đến nay, các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát đã hoàn thành. Các hạng mục như săn nền, khối hành chính quản trị, nhà hiệu bộ, hội trường, khối dành cho học sinh trung học cơ sở đã hoàn thành đạt 85% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Gói thầu thi công xây lắp các hạng mục, khối dành cho học sinh trung học phổ thông, khối phục vụ học tập và hội trường và các hạng mục khác đang được triển khai theo kế hoạch. Trong những ngày giáp Tết này thì ai cũng mong ngóng là xong công việc sớm để được về cùng gia đình đón cái Tết nó vui vẻ. Nhưng mà do công việc đặc thù của công trường ấy thì ai cũng cố gắng hoàn thành cho nó xong sớm. Thì anh em đã phải tăng ca, một ngày là thường thường là 2 ca nhưng mà phải tăng ca lên thành 3 ca. Đấy, thêm cả ca tối nữa để cho nó hoàn thành công việc để về đón Tết cùng gia đình sớm hơn. Với sự chỉ đạo của đồng chí chủ tịch tỉnh thì công trường luôn luôn hoạt động 2 ca là ngày và đêm. Tức là quân số ở trên công trường dao động trong khoảng độ từ 70 đến 80 người. Mặc dù là ngày hôm nay cũng là ngày rất là sát Tết rồi, tuy nhiên là công nhân trên công trường thi công rất là hăng say để hoàn thành cái nhiệm vụ của doanh nghiệp, của tiến độ chung của công trường là đến 15 tháng 8 năm 2024 là bàn giao cho chủ tư. Trên công trường xây dựng những ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão, mới cảm nhận được sự nỗ lực của hàng trăm cán bộ, công nhân, hoàn thành công việc theo tiến độ. Họ đang vượt qua khó khăn để xây dựng nên những con đường, những công trình cho quê hương Tuyên Quang ngập tràn sắc xuân.